Quỳnh mê tín bồ mẹ này. Được gọi điện này, sao mê tín cứ gọi điện gì? Hết. Chắc có phải còn ở bên dưới trên kia này. Ăn cơm không? Ăn cơm không? Sao từ mẹ ơi ra? Anh nhắn tin cho mẹ mình được tiên thời chứ gì? Chứ ôi giời. Thôi đọc thế thôi, sai rồi. Tao xuất đi, tao xuất đi. Không có. Trẻ. Kể hết rồi mà, chả còn gì chưa kể với em. Đi đâu quá khứ? Đâu kể hết gì. Ông Lê Thắng. Mày mấy nay khỏe không? Chết chết, không thể trả lời luôn. Không thể trả lời luôn. Biết Thắng không? Cái chú có hai cô gái. Viện thẩm mỹ quốc tế.